Hi, xin chào các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Mở đầu clip cho em Ngọc Hải xin gửi chào mến thương đến toàn thể bác, chúc các bác thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Ngày hôm nay em gặp lại toàn thể bác trong một clip mà review, giới thiệu và tư vấn đến toàn thể bác một mẫu sản phẩm vang. Đó. Nhiều bác đang muốn sắm sửa cho mình một chiếc vang nhưng mà phân vân giữa vang số và vang cơ. Và ngày hôm nay em sẽ có một sản phẩm cũng như là một giải pháp để cho các bác có thể lựa chọn. Ngày hôm nay em muốn review đến toàn thể bác một mẫu sản phẩm chính hãng mang thương hiệu MB Audio miền Bắc. Đây là một chiếc vang số lai cơ. Nghe tên thì các bác đã có thể đoán được rồi. Số lai cơ tức là sử dụng phần mềm trên máy tính, sử dụng chip xử lý của những chiếc vang số và có thể chỉnh được bằng tay. Đó, đây đúng là một giải pháp rất là hay đúng không bác? Và bây giờ em sẽ đi vào box sản phẩm này để review giới thiệu đến toàn thể bác nhé. Các bác cũng đã biết rồi đúng không? Bên Hiếu Minh thì bán rất nhiều các mã vang, từ vang cơ đến vang số. Thì vang cơ thì rất là dễ chỉnh rồi. Vang số thì bên em sẽ hỗ trợ setup tại nhà cho các bác và cân chỉnh làm sao những cái mode hợp lý nhất cho các bác ở xa. Ngày hôm nay thì em muốn review giới thiệu đến toàn thể bác một chiếc vang số lai cơ. Đó. Vang số các bác có thể chỉnh được phần mềm này, vừa chỉnh được bằng tay. Đó. Thiết kế mặt màu đen và thiết kế mặt phay nhôm rất là bắt mắt. Ở bên trái sẽ có tem logo của MB Audio miền Bắc và một màn hình điện tử rất là sáng và bắt mắt cho các bác có thể tinh chỉnh các thông số của chiếc vang này. Ở đây thì chế độ chống hú các bác có thể chỉnh được bằng tay này. Đó. Và đường input tín hiệu vào. Ở đây thì sẽ có các mode từ effect này, mic này, music này. Chiếc vang này thì em đã làm cái clip mà giới thiệu từ cách chỉnh tay này đến các chỉnh phần mềm riêng một clip rồi. Các bác có thể đánh tên mã sản phẩm và đánh thêm phần hướng dẫn cách chỉnh thì sẽ ra clip bên em hướng dẫn các bác từ cách chỉnh tay của chiếc vang này đến cách chỉnh phần mềm của em nói nhé. Ở đây sẽ có những cái thông số để các bác có thể chỉnh tay như là giải cắt, giải cần như ở trên phần mềm máy tính, phần echo gì vợt đó, 3 cái núm tinh chỉnh volume, effect, mic và music, model M 2008. Một chiếc vang số lai cơ chính hãng MB Audio miền Bắc và giá thành thì khá hợp lý. Giá thì em sẽ để dưới kênh tiêu đề và khi các bác mua trong những dịp khuyến mãi thì lại càng hợp lý hơn. Tín hiệu đầu vào, chiếc vang số lai cơ này sẽ có rất nhiều cổng như là cổng quang optical phổ biến cho các TV bây giờ. Và thứ hai là đường BMG AUX hay là thêm một cái đường tín hiệu là Bluetooth nữa. Đó, rất là tiện lợi. Tín hiệu đường ra thì có hai kiểu cắm cho bác có thể sử dụng, là một kiểu cắm phổ biến phổ thông đó là jack hoa sen và thứ hai là jack Canon, hai cổng Zipline và một cổng center cho các bác sử dụng loa lời và một cổng sub để cắt sub. Sau thiết kế là hai cổng mic đằng sau thì cắm cho mic không dây và có dây. Một chiếc vang số sử dụng những chip xử lý của vang số và có thể chỉnh được bằng tay, rất là tiện lợi phải không bác? Và thứ hai là rất là đẹp, bắt mắt và dễ sử dụng. Bây giờ em sẽ đi vào ghép nối sản phẩm này trên bộ sản biết về sản phẩm thì các bác có thể liên hệ qua Hiếu Minh với hai số điện thoại online, đó là 0919182233 và 0869997229. Các bác ở Hà Nội thì có thể qua cơ sở 1 tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Bên em sẽ có những kỹ thuật viên để tư vấn và hướng dẫn các bác sử dụng. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì bên em sẽ có cơ sở mới là tại 76A Lý Bán Bích, Tân Thới Hòa, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bên Hiếu Minh có hỗ trợ trả góp cho các bác khách hàng khi các bác mua sản phẩm bên Hiếu Minh. Các bác chỉ cần là chứng minh thư này, bằng lái xe và đến tại cơ sở cửa hàng Hiếu Minh thì bên em sẽ có những kỹ thuật viên để hướng dẫn và hỗ trợ các bác làm thủ tục trả góp. Các bác chỉ cần trả trước 30% trên tổng giá trị sản phẩm đã sở hữu cho mình những sản phẩm âm thanh ưng ý. Và những cái giá sản phẩm của bên Hiếu Minh đưa ra sẽ tốt hơn nữa và hợp lý nhất khi các bác liên hệ trực tiếp hay là mua trong những dịp mà khuyến mãi của Hiếu Minh. Trong những dịp này thì nhân dịp rất là nhiều dịp ngày lễ này, hay là cũng như là nhân dịp khai trương cơ sở mới thì bên em đang đưa ra những cái chương trình siêu khuyến mãi cho tất cả những mẫu sản phẩm mà bên Hiếu Minh đang bày bán. Cho nên là các bác muốn giá tốt nhất thì các bác có thể liên hệ trực tiếp vào bên em. Bên em sẽ tư vấn này và đưa ra giá tốt nhất dành cho các bác nhé. Và em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio nhé.